Xin chào cả nhà. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ đi đi bộ dọc hết cái bờ hồ này. Đây là nó có cái tên là Bechervat. Nó không phải là núi nhưng mà mình chỉ đi bộ thôi. Cảnh ở đây cũng rất là đẹp. Mùa hè này người ta tới đây người ta có mấy cái tàu, mấy cái xuồng người ta bơi xuống đây. Hoặc mình có thể tắm ở đây nữa nè. Đây, đây có cái cầu nhỏ nhỏ. Hoặc là người ta tới đây người ta cắm trại. Nước ở đây nó cạn chứ nó cũng không có sâu. Ở đây nó cũng có cái đường lên núi, đi lên cái núi nó cao khoảng 706 mét. Lần sau mình sẽ đi cái núi đó. Mùa đông là cái bờ hồ này là nó đóng băng luôn. Đây này có mấy cái ghế để cho người ta ngồi á. Ta ngồi người ta nghỉ chân. Toàn bộ rác là mình ăn uống xong là mình phải bỏ vô thùng rác, không được vứt bừa bãi. Ở đây mà người ta đi người ta nhìn thấy rác là người ta nhặt ta bỏ vô trong mấy cái sọt rác đó các bạn. Từ nhà mình mà chạy xe đến đây là khoảng 10 phút. Mình chạy xe xong mình để đậu xe bên ngoài mình đi bộ thôi. Đây nó có mấy cái ghế đá để mình ngồi nè, ngồi phơi nắng. Nó có bảng chỉ đường với cho mình đi nè. Mình coi. Mình sẽ đi 6 km. 6 km là mình quay lại cái chỗ bãi đậu xe đó. Còn cái này mình đi 2 km thì mình có một cái ngã rẽ để mình đi ra đường nếu mà mình muốn đi ngắn hơn. Nhưng mà cái đường đó cái dốc cao lắm, mình có đi lần rồi. Nó ngắn nhưng mà cái dốc nó rất là cao. Còn cái đường này là đi lên trên cái đỉnh núi cao nó 706 mét là cái đường này. Nó có hướng dẫn chỉ đường cho mình đi á. Đây cái bờ hồ này. Bờ hồ này mình có thể câu cá được nè. Nhưng mà cá nhỏ chứ không có cá to. Nước này lạnh lắm á các bạn, giờ cũng còn lạnh lắm. Chắc khoảng tháng 7 mình mới tắm được. Cái đường đi cũng dễ. Mình cứ đi theo cái đường mòn là mình đi dọc hết cái bờ hồ này. Mùa hè thì hai chồng mình chỉ thích đi bộ mấy cái khu vực như khu vực này hoặc là leo núi, câu cá. Đường đi rộng lắm luôn á các bạn. Nhưng mà cái hồ này là nó giống như là người ta kêu bằng cái ao tù. Nó không có cái đường thoát ra, không có cái đường để mà đi ra ngoài sông lớn. Cho nên khoảng tháng
11 á, tuyết mà nó rơi á, cái khu này nó đóng băng trước. Nó đóng băng là mình có thể đi ra mấy cái mô nhỏ nhỏ ngoài đó luôn á. Nãy mình bắt đầu đi là 1:40, để lát mình đi quay về coi là bao nhiêu nha. Đó, mình ngồi đây mình câu cá là lý tưởng lắm đó nha các bạn. Mùa này ở trên mấy cái ngọn núi cao đó, nó còn tuyết cho nên lạnh lắm. Mình chưa có đi bây giờ. Ở dưới đó là toàn là đá mà nước rất là trong luôn á. À, đây là nước ngọt đó các bạn. Thank you.
đi ra được cái bãi này luôn đó. Khoảng tháng 9 tháng 10 á, trên cái khu này có nấm, người ta đi lên đó, người ta hái nấm, nấm thiên nhiên. Cái xích đu này bị gãy nè. Mấy lần trước mỗi lần tới đây là mình hay lội ra mình xích đu cái xích đu này. Đập rớt. Mà nay nó gãy rồi. Đây nè, đây nó có cái bảng chỉ dẫn nè. Mình đi lên cái đường này á, là mình lên cái ngọn núi cao 706 m. Còn mình đi cái đường này là mình tiếp tục mình đi. Ở đây mình đi đi vô trong cái rừng này mình không có bị lạc đâu. Người ta để bảng hết á. Để bảng cho mình đi đi bộ đường nào. Rồi trên đỉnh núi nó có cái bảng hướng dẫn để mình đi về cái hướng nào, về nhà mình cho gần. Trọng cái vấn đề thể dục cho nên có thời gian là họ đi thể dục về. Ta đi làm về xong rồi người ta đi bộ, tại vì trời nó không có tối á, có khi đi tới 10 giờ 11 giờ đêm người ta đi về vẫn bình thường. Mà ở đây nó an ninh lắm, không có cướp bóc. Khi mình đi mệt xong mà có người ta chạy xe đạp tới người ta đậu á, cái họ đi mệt không, họ không có đạp xe đạp về nhà,
họ kêu người nhà người ta tới chở, xe đạp người ta quăng đó, 5 ngày tuần lễ cũng không ai thèm lấy. Rồi khi họ tới họ rảnh họ tới họ chạy về. Trên cái ngọn núi cái tuyết nó vẫn còn à. Nói chung là mấy ngọn núi cao trên đây tuyết nó chưa có tan đâu. Có cái ngọn núi cao tới tháng 7, tháng 8 nó vẫn chưa tan. Rồi tới mùa đông nó lại rơi xuống, tuyết nó lại rơi xuống tiếp. Đây nó có hai đường nè. Mình quyết định đi đường ngoài. Đi núi các bạn nhớ mang giày, giày leo núi. Ít chứ hả? Sai vậy. Đi lộn đường ngược, đi xuống đây là mới đúng. Ôi, sai phần. Đây nó có ít nước. Đi tới hình như là phân nửa đường á, nó có một cái bãi để mình ngồi đó, mình cắm trại, có khi người ta nướng đồ ăn. Careful. Dobro. Anh xã này không trượt. Đây bác thấy ngoài đường cái không, các bạn thấy ngoài đường đường xa lộ. Đường xa lộ mình đi lên thành phố Bergen và thành phố Oslo. Từ chỗ mình mà lái xe lên thành phố thủ đô Oslo là khoảng 7 hoặc 8 tiếng. Còn đi Bergen thì 2 tiếng mấy à. Mình đi máy bay từ đây đi Oslo thì 1 tiếng đồng hồ. Bằng cái thời gian từ Hồ Chí Minh mình đi Hà Nội. Mấy cái cầu người ta làm này. Hay không? Đây mình tỏ chân xuống mát. Bữa nay trời không có nắng nên mình cũng mặc áo khoác để lạnh. Có sợi dây cầu lên
đi, mình bắt đầu từ đằng đằng kia đó, mình đi vòng tới đây. Đường còn xa. Okay. Đây là có cái ghế mình muốn ngồi đây mình nghỉ, mình nướng đồ ăn đây nè. Đó, người ta chất sẵn rồi đó, mình chỉ cần mình đốt lửa lên mình nướng thôi. Nhưng mà mình ăn xong xuôi là các bạn phải dọn dẹp sạch sẽ, không có rác. Vỏ trái cây thì được, không sao, vỏ trái cây lại nó tan. Còn bịch ni lông hoặc là chai hũ gì nhựa gì là mình phải mang về nhà, hoặc là mình đi tới chỗ thùng rác mình để bỏ vô. Các bạn thấy xa xa có một cô đó cũng ngồi có phơi nắng. Ngồi nghỉ mệt ăn bánh mì hoặc là uống nước cà phê.
Trời hôm nay chắc khoảng 15-16 độ. Cá, cá, cá vậy á. Nói ông xã mình trả lần xa mình đi câu cá đi. Cá nó, bắt mấy con cá nhỏ nó ăn. Mùa đông nó đói, mùa hè nó đang kiếm ăn. Đây có ba con vịt trời. Đi lên núi mình nhặt mấy cái trái này, tới Giáng sinh mình trang trí. Trên núi nhiều trái đẹp lắm, trái này xấu. Đá không luôn, chim hót. Đó là cái ngọn núi cao 706 mét. Ngọn núi đó mình đi được 3-4 lần. Có một cái ngọn núi cao 800 mấy mét mình đi được một lần. Trên đó là tuyết quanh năm luôn, nó không có tan. Mấy cái trụ núi cao trên đây là người ta làm cái
cái trụ wifi ấy. Cái tàu mùa đông ta đem lên đây, có cái bàn để ngồi, cái ghế để ngồi. Mình ngồi đây mình lội xuống mình tắm cũng được, trải khăn đây nằm phơi nắng. Đây nước từ trên núi nó chảy xuống. Cũng có dốc đi lên. Nãy giờ mình không biết đi được nửa đường chưa. Đây, các bạn thấy cái ngọn 706 m, nó có cái cây anten ở trên đỉnh núi đó, đó là cái cây wifi á. Là cái hướng bên đây nè, mặt trời nó rọi, nó chiếu sáng nhiều á, cho nên là tuyết nó tan. Còn cái hướng bên kia là chưa, cái hướng bên kia thì nó cũng vẫn còn trắng xóa như vậy nè. Tiếp tục đi nãy yên rồi, nãy giờ mình đi được 50 phút rồi đó. Mình về Việt Nam là mình đi bộ vô địch luôn á. Hồi xưa mình cũng làm ở Phan Thiết, Mũi Né, mình đi cũng dữ lắm, khách đi tour lên đồi cát hoặc là đi tour lên núi Tà Cú á. Mình dắt khách đi tour lên núi Tà Cú, nhưng mà ở Việt Nam thì đi bằng cáp treo. Có lần hai chồng mình định đi bộ lên tới trên đỉnh núi Tà Cú, nhưng mà tại vì trời nắng quá sợ mình đi giữa đường mệt. Ở đây thì mình đi thì thời tiết nó không có nóng như Việt Nam. Đây, tới cái nơi mà người ta dừng lại, người ta nghỉ ngơi đó. Nhiều ghế để ngồi lắm, mình muốn ngồi đâu mình ngồi, có chỗ trống thì mình ngồi. Có cái cầu nè các bạn, cầu mình đi qua bên kia. Tới đây là nãy giờ mình đi được gần 3 km rồi đó.
Đây 3 km mình đi tiếp tục lên trên cái núi cao đó là còn phải 3,8 km nữa. Nhưng mà mình đi 3 km là mình đi cái đường đường bờ hồ để mình về cái chỗ đậu xe. Còn mình đi trên cái núi đó là mình xuống ở trung tâm. Cái đường này là mình đi đi về thì nó ngắn hơn nè. Đi ra đường quốc lộ luôn á. Nhưng mà dốc nó cao lắm. Đây nè, nhiều bàn ghế để cho mình ngồi lắm. Các bạn thấy không? Không có một miếng rác luôn. Đây là có cái bảng. Đây nếu như bảng chỉ dẫn mình ngồi nó trời lắm được. Đây nhiều ghế bàn. Ngồi ở đây lắm. Đây ra cái bãi này tắm này. Xong rồi lên đây trải khăn nằm. Đây là cái ghế đá mình ngồi nè. Nó nhiều nhiều bàn ghế lắm luôn. Mình thích ngồi nào mình ngồi. Ngoài đó người ta cũng xây lên một cái trụ để có ghế bàn ngoài đó đó. Mình bơi ra đó mình ngồi trên đó cũng được. Hoặc là người ta chèo cái xuồng đi ra, không có ướt đồ thì chèo cái xuồng đi ra. Xa xa bên kia cũng có người đi rồi kìa. Hình như hai cái người nãy đi chậm hơn hai chồng mình. Đây nó có cái phao bơi này. Mình không biết bơi thì mình lấy cái phao này mình